đi ngã tư nữa, đó là đê Quy Đôn. Tại ngã tư này ấn tượng nhất là một phong ca Huy. Phong ca Huy nằm ở phía bên tay phải luôn. Rồi, đây có một nhà của một vị lãnh đạo nào á, công an luôn luôn đứng. Có cả mặt mặt đồng phục cũng như mặt dân quần áo của dân dân bình dân lắm. Rồi thì bên phải là có cái mục, rồi cái mục thành phố và cái mục Sài Gòn à, tôi đặt một cái cho bên nhẹ, rồi cái mục bên của bên quần áo lại đặt vào qua giám mục cái gì đó tổng, ví dụ đặt đây là tổng giáo phận Sài Gòn chứ không phải thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì cái này có từ trước, có từ trước tên của thành phố Hồ Chí Minh ngày xưa nó là Sài Gòn, cho nên bây giờ đã đăng lên là tòa tổng giám mục Sài Gòn. Rồi tiếp tục tới một cái nữa là đường Trương Định. Trương Định đường một chiều nối từ Nguyễn Thị Minh Khai ra tới đường Hoàng Sa, Kinh Chu Lâm. Thank you.
đường này khoảng các điểm để không phân biệt được và cái thế mạnh của con đường này. Nhưng bây giờ cũng có một số đường mạnh về buôn bán riêng bên đường này.